Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại đến channel của mình nha. Hôm nay biết mình ngồi đây là bạn biết mình đang định làm gì không? Nói chung là bữa nay là trời đang nắng hết chắc cũng 36, 37 độ C các bạn. Nóng quá, nóng gần 40 độ C. Cái thằng camera của mình đã đứng ở ngoài nắng quay luôn nha các bạn. Còn mình thì ngồi đây. Giờ cái bữa nay là mình sẽ làm một cái hồ bơi trong cái nhà tắm đó nha các bạn. Và giờ mình sẽ đi chà để tẩy rửa cái bồn cầu nhà tắm rồi cho sạch sẽ. Còn tí nữa mình sẽ dán một miếng gương để mình nãy nha các bạn. Và bắt đầu giờ mình đi chà rửa. Vừa xin cái bồn cầu các bạn ơi. Không mà tí nữa các bạn nói sao dơ đồ kia nọ. Mình sẽ dùng chai con gì ghim rồi các bạn. Làm biết cái chai này không? Chai này là tay rửa rất là ghê các bạn. Cô mình xịt lên bột phải không? Cái này không phải dơ đâu các bạn, chẳng qua là cái chất nghe này nè, lâu ngày qua nó bay phai hết, ló xi măng lên nó thành màu đen vậy chứ không phải là dơ nha các bạn. Cuối cùng sau một hồi mình tẩy rửa cái bồn cầu nhà tắm mình xong á, thì mình sẽ lát cái miếng gương vô để mình dán các bạn không? Mình dùng chai silicon này để mình dán cái miếng gương này, giờ mình chặn nước để nước khỏi chảy ra ngoài các bạn. Giờ mình dán. Nói chung là cũng không có xuống bánh keo nha các bạn. Phải lấy cái thục vít đỡ nhận đỡ chứ không có xuống bánh keo. Mình bán xong cái gương, mình bán xong cái chặn nước này. Rồi mình đi bơm 400 cái bóng bóng nha các bạn, bóng bóng nước để mình thả vô trong cái hồ bơi này, hồ bơi. Nói chung là cũng làm giống bạn Nerdner thôi. Review tắm lại thử của bạn Nerdner thử ra sao. Hồi nay bạn đây tắm có mát không? Giờ mình tắm thử. Cái mùa giờ đang là cái tháng năm mùa hè đi, nóng quá nóng. Tháo một hồ các bạn. Hồi giờ mình làm nha. We'll be right back.
kia. Ê, chào các bạn. À, đây. Đây là cứ mỗi bịch đây là 200 trái bong bóng nha các bạn. Mình hai bịch. Nãy giờ mình biết mình nó bơm được mấy quả này các bạn. Đây. Giờ mà giờ mình phải một mình phải bơm thôi các bạn ạ. Nói kia nói chung mình cũng thấy những cái thứ mà đặt ở trên mạng đồ. Có những cái ống hút như gì nè. Mình có điều kiện mua mấy cái đấy, mình mua mấy cái đấy để mình thi cơ các bạn ơi. Mình thi cơ giống người ta chứ không ấy được. Mình bơm tổ bơm cả bốn một lần bốn cái mà bơm 200 cái, 400 cái bóng không biết chân nào xong trời. Chấn ngừng tôi lại. Lòng. Sợ luôn. Sao mấy cái này cái miệng to dữ ta. Lồn nồng. U bơm thiệt thiệt. Sao chút rồi đây là ổn. Quái tự. Chỗ còn một cái ống nữa đâu. Lấy ống kia ti. Mình quá có người em mới lên các bạn. Đó nó bơm phù. Nắm coi coi bạn nghe cột được. Hello, xin chào các bạn nha. Hiện mình cột và đấy nè các bạn. Mình đã làm được chắc cũng gần 300 cái bóng các bạn. Nói chung là làm lâu quá. Trong vòng nãy giờ cũng làm hết chắc cũng 3 tiếng đồng hồ các bạn. Nói chung là mình không có mua cái loại mà như có cái ống mà làm một lần mà 90 cái á là nó nhanh. Còn đây mình làm thủ công bằng tay nè các bạn. Mình làm được một thùng rồi. Các bạn thấy sao? Đẹp không ạ? Mình làm bằng cái đây nè các bạn. Mình làm bằng cái đây. Cái vô đây. Thành đã lâu quá các bạn á. Chịu không được. Đây. Được bà theo các bạn ơi. Và không nói linh thiêng nữa. Tí nữa mình sẽ
chờ cái keo silicon nha bạn. Keo silicon này nó khô, bắt đầu mình sẽ chớ nước vô. Chắc nó cũng gần khô các bạn ạ. Mình sẽ chế nước, đổ nước vào, xong bắt đầu mình sẽ bơi nha các bạn. Nói chung là nóng nực chưa hết nổ mà, tóc đổ ướt hết, đổ mồ hôi. Hello, xin chào các bạn nha. Cuối cùng cái silicon mình dán ở đây nó cũng khô các bạn. Chắc giờ mình phải bơm nước vô mình tắm thôi các bạn. Không nói liên thiên liên thinh nữa. Giờ bắt đầu mình sẽ bơm nước mình tắm nha các bạn. Giờ mình bắt đầu mình làm vệ sinh ở đây nha. Mình làm vệ sinh ở đây cái chỗ lúc mình dán rồi nha. Ở đây là mình chia lại hết nha các bạn. Đó, ở đây là mình chia lại hết. Các bạn buông. Ồ, nước nóng quá. Đúng rồi. Chút nữa. Cái lu kia mình cũng đã nhét lại nha các bạn. Để nó khỏi nó chảy nước ra ngoài. Rồi, giờ ta nước mát nữa. Cho cái này nữa này. Chắc mình nghĩ là trong vòng khoảng nửa tiếng ở đây rồi các bạn ơi. Giờ tôi xuống rồi cái dòi đây vô nữa là trong vòng nửa tiếng này. Bây giờ mình sẽ trút những cái bão móng nước nào vô trong cái hồ bơi các bạn ơi, hồ bơi trong đây là cái bồn cầu mình này. Giờ nó bị hở lên đi. Túc gì nhẹ không nó bỡ hết chưa? Túc gì nó bỡ hết chưa? Nhẹ nhẹ không chưa? Ủa, lấy cái ông rồi là lấy ông rồi hả? Ồ, không nấu đâu, chia nó bớt đi. Không nấu đâu. Coi, coi, đừng có cơ lên cái đây nha. Cơ cái đây là nó bực ra luôn á. Phê. Đã. Vô cái bông câu mấy cái. Nó tràn luôn, nó tràn luôn. Vô bông câu luôn à. Sao không lắp lại đâu. Lắp lại đâu. Đổ. Rồi, đổ vô, đổ vô. Chạy. Có nhiều vô liền chết hả. Phê quá mà các bạn. Tao đổ vô cái đổ. Đổ ra sao. Bơi bơi thử tao đâu. Chạy vô. Hello anh em. Và bây giờ mình bơi thôi đi bơi. Hãy xem mắt không? Đi ông kia. Cái hồ bơi tới chút xíu mà đông quá đông các bạn ơi. Hồ bơi tới chút xíu. Tắm với những cái bóng bóng thì rất là đã các bạn. Nó mềm mềm mại mại theo đừng được cái sáng ướt mới quen. Wow. Đưa mình lẹn cái ấy là đầu đâu rồi. Những bão món này cho mày rất là đã đâu, rất là tuyệt. Đó, nhảy vô. Vô luôn. Cầm mẹ nó đi. Ngu. Phải đúng rồi. Xả nước ra tìm hết nước rồi hả? Hết rồi. Xả rác xả. Đây là cái bồn cầu của anh em các bạn ơi. Giao cậu hả? Cái bồn cầu này nó sửa tắm cái gì? Sửa tắm nó à. Sửa tắm rồi đó. Giao cậu nè. Hơn 300 cái bong bóng nha các bạn. 8 cái bong bóng rất là tiền các bạn ơi. Ok luôn. Sảng khói trong những cái hè á. Just like the street lights lit this time, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know.
Một hai ba cơ cúc phi này. Một hai ba. Nếu các bạn mà xem thấy clip của mình hay thì để lại một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình cho mình nha. Nếu mà cái clip này được lên một triệu view á thì mình sẽ đi mua hạt nữa cho mình tắm tiếp nha các bạn. Một triệu view không? À, một triệu được xem đó. Ủng hộ kênh mình nha các bạn. Tạm biệt nha. Tạm biệt nha. Lần cho mình biết ý tưởng cái đào của Mô Hi nha các bạn. Thôi bây giờ mình cũng xin kết thúc video này. Nếu các bạn xem thì hãy đó là một like, một subscribe nha. Cũng còn kênh của mình xem nha. Hello bye. Bye. Goodbye to you again. Woo! Ah! 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 Ah